mang bầu 3 tháng cuối. Mẹ hãy sẵn sàng với 4 nỗi xấu hổ khó tránh này. Bước vào 3 tháng cuối thai kỳ, khi cuộc hành trình mang nặng đã sắp kết thúc, thì cũng là lúc cơ thể và cuộc sống của mẹ bầu có nhiều thay đổi. Với chiếc bụng ngày càng lớn hơn, mẹ có thể gặp khó khăn bất tiện khi đi đứng, nằm ngồi hay làm bất cứ việc gì. Cùng với đó, mẹ cũng hãy sẵn sàng đối mặt với 4 hiện tượng có thể khiến bản thân ngượng ngùng mà tạp chí Online chia sẻ sau đây. Một, xón tiểu khi mang thai những tháng cuối. Mẹ bầu chắc hẳn sẽ trải qua một vài lần giật mình vì bỗng dưng bị dò tỉ một chút nước tiểu ra. Đôi khi chỉ hắt hơi hay đi nhanh cũng khiến mẹ rơi vào tình huống xấu hổ này. Thực chất, đây là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường do em bé trong bụng phát triển, tử cung nở to ra chèn ép lên bàng quang. Để không bị quấy rầy bởi việc dò tiểu, mẹ bầu có thể cân nhắc việc sử dụng băng vệ sinh hoặc tắm khi phải ra ngoài lâu. Ngoài ra, mẹ nhớ đi vệ sinh ngay khi cơ thể ra tín hiệu để tránh bàng quang phải tích quá nhiều nước, dễ dẫn đến xón tiểu hơn. Hai, quần ti chuyển sang màu thâm đen. Trong những ngày cuối thai kỳ, mẹ bầu sẽ nhận thấy quần ti ngày càng to và có màu sẫm hơn, đôi khi còn đau nhẹ. Tuy nhiên, mẹ không cần quá lo lắng vì nguyên nhân của hiện tượng này là do nội tiết tố thay đổi khi mang thai. Đôi khi mẹ cũng có thể thấy ngượng ngùng vì ướt áo do ngực tiết ra một chút sữa. Đây chính là những giọt sữa non đầu tiên và báo hiệu tuyến sữa đã sẵn sàng để đón bé chào đời. Mẹ cần lưu ý vệ sinh bầu ngực sạch sẽ nhưng nhẹ nhàng, tránh tác động mạnh vào đầu ti có thể gây kích thích tử cung dẫn đến sinh non. Ba ngày, nhiều người nghĩ rằng người ngủ ngáy là do ban ngày làm việc quá mệt mỏi. Tuy nhiên, nhiều mẹ bầu tháng cuối cả ngày chỉ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng đêm ngủ vẫn ngáy. Tình trạng này xảy ra phổ biến trong thời gian mang thai, khiến nhiều chị em tỏ ra bối rối, thậm chí xấu hổ đỏ mặt mỗi khi nhắc tới. Thực tế, ngủ ngáy một phần là do sự tăng trưởng từng ngày của tử cung và thai nhi gây áp lực lên cơ hoành, khiến mẹ bầu bị khó thở cho dù ngay trong giấc ngủ. Hơn nữa, mức hormone cao, đặc biệt là estrogen, khiến màng nhầy và đường mũi phình ra, gây khó khăn cho việc thở. Bốn, khám trong khám. Âm đạo hay còn gọi là khám trong là thủ thuật thường được thực hiện với bà bầu đã xuất hiện cơn co, truyền dạ hoặc với những trường hợp quá ngày dự sinh. Để thực hiện khám âm đạo, bác sĩ đeo găng tay vô trùng và đưa tay vào bên trong âm đạo, kiểm tra cổ tử cung đã mở được bao nhiêu phân. Dù đây là quá trình thăm khám bắt buộc, nhưng cũng khiến nhiều sản phụ ngượng chính mặt, nhất là khi được thăm khám bởi bác sĩ nam. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp mẹ bầu chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.